chương 891, dành mạng sống phương pháp tam. Người giang hồ, tuyệt đại đa số thời điểm, cá nhân thực lực, có thể quyết định đối phương thái độ. Đặc biệt là ở đối lập dưới tình huống, càng là như thế. Hàng Lương Triết nói, sơn thần trong miếu tượng đất, cùng các ngươi tướng mạo tương đồng. Thuyết minh quỷ thần đã đem các ngươi nạp vào cục trung. Thủ hạ của ta, đao trảm tượng đất, chẳng những không có thể giết được các ngươi, ngược lại chém đầu mình. Đủ để chứng minh, quỷ thần không được có người nhúng tay chính mình trò chơi. Nếu không có cái kia nhị hóa giám quân, ta liền một chân đều không nghĩ bước vào cái này thị trấn. Chờ các ngươi cùng quỷ thần phân ra thắng bại, ta lại trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi không tốt sao? Đáng tiếc cái kia nhị hóa một hai phải tiến vào, lý do thế nhưng là sợ các ngươi chết ở quỷ thần trong tay. Ở hắn xem ra, các ngươi là luân hồi tư truy nã yếu phạm, trừ bỏ luân hồi tư, ngay cả quỷ thần đều không có tư cách xử trí các ngươi. Chỉ có đem các ngươi mang về luân hồi tư xử phạt mức cao nhất theo pháp luật mới là lẽ phải. Nhưng hắn không biết chúng ta vào thị trấn chính là ở khiêu khích quỷ thần. Hơn nữa là mạnh mẽ tắm vào hai giới đường cùng quỷ thần đánh cờ. Quả thực chính là ở tìm chết. Hàng lương triết cắn răng nói, hiện tại, chúng ta tương đương là ở cộng đồng đối kháng quỷ thần. Ta cười hỏi, ngươi như thế nào không nghĩ tới xử lý hắn? Hàng lương triết không nói gì, lại dùng truyền âm phương thức nói cho ta, nếu khả năng ta sớm đem hắn giết. Chấp pháp đường những cái đó ngu xuẩn, sở dĩ có thể diễu võ dương oai, là bởi vì bọn họ trên người có đặc thù bí pháp, luân hồi tư đệ tử đối bọn họ động thủ, lập tức sẽ bị bí pháp phản vệ, công lực toàn phế. Sau lại ta mới biết được, luân hồi tư chấp pháp đường tuyển chọn đệ tử, không xem tu vi, không xem công huân, chỉ xem hay không trung tâm, hay không có thể theo lễ công bằng làm việc. Chẳng qua, bọn họ không nghĩ tới, một đám chỉ biết ngu trung người, khẳng định không rõ cái gì là công đạo. Ở bọn họ trong mắt, tận trung mới là lớn nhất công đạo. Ta nói, ta lặp lại cân nhắc quá quỷ thần thủ pháp. Đến ra một cái kết luận. Đó chính là, nơi này quỷ thần sẽ trước cho ngươi tử lộ, làm chính ngươi đi đua sinh cơ. Ta xoay tay lại hướng ngoài cửa chỉ một chút, ngươi nhìn xem thủ hạ của ngươi đệ tử, phàm là không đến lột phàm cảnh giới người, có phải hay không mỗi người mặt mang tử khí. Hàng lương triết thở dài một tiếng nói, ta đã xem qua, từ vào cửa bắt đầu, ta liền xem qua. Người, ở đại nạn buông xuống thời điểm, trên người đều sẽ mang ra tử khí hoặc là dị tượng. Nếu người là bình thường dưới tình huống thọ mệnh đem tẩn, không cần thuật sĩ, chẳng sợ người thường cũng có thể nhìn ra đối phương đem chết nhưng là phi bình thường dưới tình huống người thường liền nhìn không ra tới thuật sĩ lại có thể vừa xem hiểu ngay bên ngoài những cái đó luân hồi tư đệ tử đã tới rồi tử khí sửa tương trình độ nói cách khác tương đương là mỗi người đều đỉnh một bộ người chết gương mặt tùy thời tùy chỗ đều có thể chết bất đắc kỳ tử hàng lương triết hỏi ngược lại ta không rõ ngươi nói tranh thủ một đường sinh cơ là có ý tứ gì ta trầm giọng nói ngươi nghe qua đoạt mệnh bí thuật đi ta đem đao phủ truyền thuyết cho hắn nói một lần nếu lúc ấy kia đao phủ bí pháp không bị đánh gãy như vậy cái kia tử tù liền có chính thành hy vọng có thể sống sót nơi này quỷ thần cùng chúng ta chơi chính là trò chơi này hắn tuyển một người chết chúng ta là suy nghĩ biện pháp làm người kia sống ta có thể được ra cái này kết luận cũng là vì dịp dương bưng kính ta cổ lúc ấy ta rốt cuộc minh bạch trong tay trương vì cái gì muốn chiếu hắn đồ để niết tượng đất lại vì cái gì muốn cho hắn đồ để phân biệt tam câu nói thật giả kỳ thật khi đều là ở đoạt mệnh, cũng tương đương với là phá mệnh. Hắn giúp đỡ đồ đệ đem mệnh đoạt lại, trương không phiền nguyên lai mệnh cách tự nhiên sẽ bị đánh vỡ, đoạt mệnh cùng phá mệnh cũng ngay cả ở bên nhau. Nhưng là, sớm định ra sinh tử đã tới, thuật sĩ lại muốn đi đoạt mệnh, liền tính thiên không trở ngươi, quỷ cũng sẽ trở ngươi. Hơi có vô ý, công chính là thua hết cả bàn cờ. Không chỉ có cố chủ đến chết, thuật sĩ cũng sẽ bị liên lụy. Hàng lương triết không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, ngươi hiểu đoạt mệnh bí pháp. Ta lắc đầu nói, đoạt mệnh tà thuật thiên biến vạn hóa, có một số việc chỉ có thể đi thử thử mới biết được. Liền xem ngươi dám không dám thử. Hàng lương triết quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, ta mang đến 35 cá nhân, hơn nữa các ngươi bốn cái, chính là 40 người, quỷ thần sẽ cùng chúng ta chơi 40 thứ đánh cuộc mệnh trò chơi. Ta lắc đầu nói, cái này cũng không biết, đến xem quỷ thần tưởng như thế nào chơi. Hàng lương triết nhìn ta nửa ngày, mới hơi hơi gật gật đầu. Hắn hiểu ta ý tứ, ta là là ám chỉ đối phương liên thủ đồ thần. 40 thứ thắng thua, đừng nói quỷ thần không cái kia nhẫn nại, liền tính là chúng ta mấy cái đều không có như vậy kia nhẫn. Chỉ cần chúng ta có thể thắng hạ vài lần, liền có thể chọc giận quỷ thần, làm hắn hiện thân một trận chiến. Mấu chốt là, xem chúng ta có hay không cái kia bản lĩnh. Hàng lương triết nói, chúng ta đây như thế nào làm? Chờ quỷ thần lại đây sao? Ta nhìn nhìn sân, cái này sân đủ đại, đem ngươi người đều kêu vào đi. Chờ đến thiên, hắc, đại khái là có thể thấy cái rốt cuộc. Hàng lương triết vất tay nói, tất cả đều tiến vào, chính mình tìm địa phương ngồi xong, người chết kéo đi ra ngoài ném bên ngoài. Luân hồi tư đệ tử toàn bộ vào sân, dọc theo tường viện ngồi thành một vòng, kia cổ thi thể lại bị bọn họ trực tiếp ném ở trên đường. Trong viện, 40 người không tiếng động mà ngồi. Viện ngoại, một cái người chết lẻ loi mà nằm ở trên đường. Sinh tử chỉ cách một tường, cũng chỉ cách một đường. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 892, Ba Thông Cổ. Vào đêm lúc sau, ta làm mỗi người đều trong người trước điểm khởi một con sát ong. Liên xuyến ánh lửa chiếu vào luân hồi tư đệ tử tràn đầy tử khí trên mặt, hồng bạch trao đổi, dị thường quỷ dị. Từ ta phương hướng nhìn lại, dáng ở ven tường, phản phất đã không phải sống sờ sờ người, mà là một đám còn không có bị âm sai mang tiếng địa phủ quỷ hồn. Ở thuật sĩ xem ra, đối mặt quỷ hồn cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chờ đợi quỷ quái xuất hiện khi căng thẳng thần kinh tra tấn. Ta ánh mắt hai lần đảo qua luân hồi tư đệ tử lúc sau, đối hàng lương triết truyền âm nói hàng đường chủ mang đến không phải luân hồi tư tinh nhuệ đi hàng lương triết nhìn thoáng qua phía sau đây là luân hồi tư tinh nhuệ đệ tử không trải qua huyết tinh chém giết người vô luận như thế nào huấn luyện đều không thể xưng là tinh binh cường tướng a ta cười nói hàng đường chủ lấy ngươi tính cách không cảm thấy ở luân hồi tư hỗn đến có chút nghẹn khuất sao nói thật ta thưởng thức ngươi hành sự tác phong nếu thanh nham thôn một trận chiến đổi thành là ngươi dẫn đầu ta sợ là không dễ dàng như vậy ra tới Hàng Lương Triết ánh mắt lập lè một chút, không có đi xuống nói tiếp. Ta lại tiếp tục nói, Hàng Huynh, người ở giang hồ là vì cái gì? Hàng Lương Triết nói, đầu tiên là vì sinh tồn, muốn tồn tại phải chịu đựng người ở giang hồ thân bất do kỹ. Ta hỏi ngược lại, chẳng lẽ đang ở giang hồ liền không có khoái ý ân cừu sao? Hàng Lương Triết lại lần nữa lắc đầu nói, khi muốn xem, ngươi theo đuổi mục tiêu là cái gì? Luân hồi tư không phải hai giới đường, Hàng Lương Triết cũng không phải sói đen vương. Sói đen vương? Ta? Ta theo bản năng hướng Diệp Dương bên kia nhìn thoáng qua, kia hắn chính là Sa cái loại này gian tà gian tà cẩu, khẳng định không phải Lan. Hàng Lương Triết ngẩng đầu nói, nếu Lý Đường chủ muốn khuyên ta gia nhập hai giới đường nói, vẫn là sớm một chút chặt đứt cái này tâm tư đi. Miễn cho chúng ta hai bên lãng phí miệng lưỡi. Ta, ho khan một tiếng nói, ta không cái kia tính toán, ta chỉ là tưởng khuyên ngươi gia nhập giám sát tư. Quân gửi tuyết thủ hạ vừa lúc thiếu người. Quân gửi tuyết. Hàng lương triết rõ ràng là có chút tâm động, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, ta không nghĩ tới rời đi luân hồi tư. Ta cười nói, hàng huynh, nếu nhiệm vụ lần này, ngươi có thể bắt lấy ta còn hảo. Một khi thất thủ, ngươi ở luân hồi tư nhật tử sợ là sẽ không hảo quá. Như vậy đi. Nếu ngươi làm ta ở ngươi dưới mí mắt lưu, ngươi liền đi tìm quân gửi tuyết đi. Ít nhất, hắn có thể trọng dụng ngươi. Hàng lương triết từ kẻ răng bài trừ hai chữ tới, ngươi thật tàn nhẫn. Hàng lương triết biết, ta đây là ở trong lòng hắn chôn một viên cái đinh chỉ cần cho hắn đường lui, hắn liền sẽ theo bản năng cảm thấy chính mình có hậu lộ có thể đi, 10 thành bản lĩnh chỉ có thể phát huy ra tới 7 thành. Ta cười nói, Hàng Huynh, nếu ngươi không có phát ly luân hồi tư tâm tư, ta lời này hữu dụng sao? Hàng Huynh, nhân tâm quỷ, thường thường đã sớm tồn tại, người ngoài chỉ là có thể đem quỷ đánh thức, lại vô pháp ở ngươi trong lòng loại quỷ A. Hàng Lương Triết còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy trong viện ánh nến bạo trướng nửa thước, bỗng nhiên cất cao ngọn lửa, đem toàn bộ sân chiếu đến sáng trưng. Luân hồi tư đệ tử không hẹn mà cùng kêu sợ hãi đứng dậy, trong viện tức khắc loạn thành một mảnh. Ta cười như không cười nhìn về phía hàng lương triết, người sau bất đắc dĩ quát, đều cho ta ngồi xuống. Hàng lương triết liền hô ba tiếng, luân hồi tư đệ tử mới nâm nớp lo sợ lui về tại chỗ, lại không có một người dám một lần nữa ngồi xuống. Hàng lương triết đầy mặt sương lạnh nhìn về phía thủ hạ khi, sân bên ngoài truyền đến một trận đế dày xẹt qua đường đá xanh mặt tiếng vang, nghe đi lên giống như là một cái nằm ở trên đường, nằm tới rồi tứ chi cứng đờ người, đang ở từ trên mặt đất một chút hướng khởi bò. Có người rung giọng nói, bên ngoài. Bên ngoài không phải chỉ có một người chết sao. Câm miệng. Hàng lương triết còn ở quát lớn đối phương chi gian, giày da đạp lên đá phiến thượng tiếng vang đã từng bước tới gần, bên ngoài bước chân mỗi vang một tiếng, trong viện luân hồi tư đệ tử đó là vì này rung lên. Sau một lát, thấm người tiếng bước chân rốt cuộc ngừng ở cửa. Có người cách đại môn nói, ba tiếng cửa phòng mở tam thông cổ, thanh lạc đều có người đoạn hồn. Bắn tên cũng không biết là ai hô một tiếng lúc sau luân hồi tư đệ tử tức khắc loạn tiễn tề phát bắn về phía đại môn vô số mũi tên trong nháy mắt thấu môn mà qua ngoài cửa người toàn thân trải rộng mũi tên lại thẳng tắp đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích hàng lương triết một bước vọt tới thủ hạ trước mặt giơ tay chính là một bạc tai ai cho các ngươi bắn tên khi cổ thi thể chẳng qua là đảm đương quỷ thần truyền lời công cụ liền tính đem hắn xé thành mảnh nhỏ nên phát sinh sự tình còn sẽ phát sinh bắn tên không có bất luận cái gì ý nghĩa ta trầm giọng nói đối phương ý tứ là nói, hắn sẽ gõ ba lần môn, mỗi lần gõ cửa liền tương đương với gõ một lần đòi mạng cổ. Tam thông cổ qua đi, sẽ có người chết. Ta trước đến tìm được hắn muốn giết người là ai. Sau đó lại nghĩ như thế nào đem đối phương mệnh cấp đoạt lại. Trong viện có 40 người, mặt mang tử khí người liền đạt tới 30 nhiều, muốn từ tướng mạo thượng nhìn ra ai là người sắp chết, khó như lên trời. Ta nhìn về phía tàng thiên cơ thời điểm, đối phương đã bắt đầu suy tính. Tàng thiên cơ bay nhanh véo động ngón tay khi, tiếng đập cửa liền chợt truyền đến. Vỡ nát đại môn bị người gõ đến thùng thùng vang lên, không biết là từ đâu nhi rơi xuống huyết châu, theo trên cửa lớn lỗ thủng lăn xuống môn trung, cấp viện môn nội sườn bằng thêm một mảnh màu đỏ tươi chi sắc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 893, ba thông cổ nhị. Một hồi cổ gõ quá, luân hồi tư đệ tử sắc mặt lại trắng bệt vài phần. Dựa theo thời cổ hành hình quy cũ, tam thông đòi mạng cổ, một hồi sau một hồi thời gian đoạn, tam thông cổ qua đi, chính là đầu rơi xuống đất. 40 phần có một tỷ lệ, cũng không dễ dàng bị đụng phải, nhưng là ai cũng không muốn làm cái kia bị chọn chúng người. Tàng thiên cơ ngón tay còn ở bay nhanh véo động, có người cũng đã chờ không kịp, ngươi tính ra tới không có. Ngươi nhưng thật ra nhanh lên a. À. Hàng lương triết giận dữ hết, hảo hảo đứng, đem miệng cho ta bế nghiêm. Sát. Ta lạnh giọng quát khẻ chi gian, dịp dương trường kiếm chợt đến đem quát hỏi tàng thiên cơ luân hồi tư đệ tử nhất kiếm phong hầu người nọ đến chết đều còn trợn tròn mắt, hắn là không thể tin được, chúng ta đối luân hồi tư người ta nói sát liền sát, không hề lưu thủ. Hàng lương triết muốn nói chuyện, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào. Một cái luân hồi tư đệ tử cả giận nói, các ngươi bá đạo như vậy. Đối phương câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói, đã bị dịp dương nhất kiếm xỏ xuyên qua. Ta tiến lên lạnh lùng hỏi, ai còn muốn nói lời nói, đứng ra nói. Luân hồi tư đệ tử cùng nhau nhìn về phía hàng lương triết, người sau vẫn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hắn không mở miệng cũng không ai còn dám nói chuyện. Ta trầm giọng nói, nếu các ngươi đều không nói, ta đây liền nói hai câu. Ta giết người là vì cứu người, các ngươi ai đều không muốn chết, vậy đến có người tính ra quỷ thần bố cục huyền cơ. Ai quấy rầy mệnh sư suy tính, chính là ở muốn những người khác mệnh. Ta cũng là 40 người giữa một cái, ta sẽ không cầm chính mình mệnh, đi đổ người khác miệng. Ai còn dám quấy rầy mệnh sư suy tính, ta giết kẻ ấy. Ta nói chuyện chi gian, mắt lộ sát khí từ mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua, bị ta nhìn đến người, không phải ở tránh né ta ánh mắt, chính là cúi đầu không dám cùng ta đối diện. Ta nhìn về phía tàng thiên cơ thời điểm, lần thứ hai tiếng đập cửa tùy theo mà đến, lúc này đây tiếng đập cửa trở nên càng vì dồn dập, giống như là minh đều sứ giả ở hướng này sân giữa chạy như bay mà đến. Thẳng đến một chân đã dẫm lên cửa, mới đột nhiên dừng lại bước chân, vô thanh vô tức chờ ở cửa, chờ đợi lần thứ ba nhịp trống gõ vang, chờ có người chết. Tất cả mọi người biết, loại này bị người từ ngoài cửa nhìn trộm kinh tủng, chỉ là sợ hãi trung sinh ra ảo giác, lại không ai có thể áp chế loại này sợ hãi. Tàng thiên cơ hơi hơi mở to mắt, giơ tay chỉ hướng một cái luân hồi tư cao thủ, cái thứ nhất chết người là hắn. Chết vào toái lô. Hàng lương triết vẫy tay nói, ngươi lại đây, ta giúp ngươi nghĩ cách. Tàng thiên cơ ngón tay người nọ là toàn trường giữa số ít mấy cái trên người không thấy tử khí người, chỉ bằng này phân tu vi tới xem, người này địa vị tuy rằng không kịp hàng lương triết, nhưng là cũng sẽ không kém quá xa. Hàng lương triết nói còn chưa dứt lời, người nọ liền bỗng nhiên cùng nộ nói, ngươi đánh rắm. Nếu như bị nát đầu, ngươi dùng cái gì bí thuật có thể đem ta cứu sống? Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tồn cái gì tâm tư, ngươi chính là tưởng bắt người mệnh cho chính mình mở đường đi. Ngươi muốn cho chúng ta một đám chịu chết, làm cho ngươi phán đoán quỷ thần sơ hở, tưởng lấy lão tử đương pháo hôi. Đi ngươi đại gia. Kỳ thật, người nọ nói chỉ nói đúng một nửa, chúng ta bên này xác thật có người mang theo loại này tâm tư. Bất quá, suy như vậy tâm tư người, là ta, không phải hàng lương triết. Hàng lương triết tức thì chi gian sắc mặt xanh mét, người nọ lại hô, lão tử cũng không tin, bằng chúng ta còn đấu không lại một cái quỷ thần. Người nọ vất tay hô một tiếng, muốn sống người đều cùng ta tới. Liền cái thứ nhất hướng cửa vọt qua đi. Mấy cái bị hắn nói được tâm động cao thủ, còn không có tới kịp hành động, liền nghe thấy tàn thiên cơ nói, xem hắn bóng dáng. Cái kia luân hồi tư cao thủ ở cửa chạy như điên, nhưng hắn chiếu vào trên tường bóng dáng lại đem đầu lưu tại tại chỗ, chạy ra đi chỉ là một đạo không đầu hắc ảnh nguyên bản còn tưởng cùng hắn cùng nhau sấm môn đệ tử, sợ tới mức không dám động. Người nọ lại một bước cướp được cửa, song quyền đều xuất hiện anh ở trên cửa, bị cương khí chấn vỡ cửa gỗ mang theo phong khiếu sốc hướng mấy thước có hơn chi gian, tên kia luân hồi tư cao thủ cũng cùng ngoài cửa thi thể dằn co ở một chỗ. Cách một người, ta chỉ có thể thấy thi thể nửa người. Lấp kính đại môn tử thi, liên tục gặp hai lần đòn nghiêm trọng lúc sau, trên người cắm không phải mũi tên chính là mở tung một khối, chợt xem chi gian vết thương gắn đầy, trừ bỏ còn có thể đứng ở tại chỗ ở ngoài, Phỏng chừng muốn di động một chút đều đã khó khăn. Cửa người nọ không biết đã phát cái gì điên, đứng ở nơi đó cười ha ha nói, môn đều bị ta đánh không có, ta xem ngươi còn như thế nào gõ cửa, xem ngươi như thế nào đòi mạng. Người nọ tiếng cười xuống dốc, song các trong trấn bỗng nhiên vang lên chân chính tiếng trống, nhịp trống thanh từ nhẹ biến trọng, càng ngày càng cấp, cũng càng thêm đoạt nhân tâm phách. Nhịp trống ở rút hướng đỉnh núi thời điểm, đột nhiên im bạch. Đứng ở cửa luân hồi tư cao thủ cũng ở một tiếng quái kêu lúc sau, ra quyền đánh hướng về phía đổ môn thi thể. Ta tai nghe một tiếng nổ lớn vang lớn lúc sau, người nọ đầu đương trường bạo liệt, hai cụ vô đầu thi thể đồng thời ngã quỵ trên mặt đất. Vừa rồi người nọ hẳn là ở hoảng sợ dưới, một quyền đánh nát thi thể đầu, nhưng chính hắn đầu cũng ở trong nháy mắt kia nổ tung. Ta bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía trên tường bộ dáng. Trên tường kia viên đầu người hình dạng hắc ảnh còn ở, giống như là bị huyền đầu thị chúng giống nhau treo ở trên tường. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 894, Ba Thông Cổ Tam trong viện ngoài viện huyết tinh gắn đầy, lại không ai phát ra một chút thanh âm. Tất cả mọi người ở khiếp sợ thất ngữ khi, ta bỗng nhiên nghe thấy, phốc một tiếng, ta theo thanh âm quay đầu nhìn lại, thấy lại là một cây mạo khó nhẹ sát ong. Ngọn nến bên cạnh đứng quỷ hồn, chính là vừa mới toái lô chết bất đắc kỳ tử luân hồi tư cao thủ, hắn làm trò chúng ta mọi người mặt, thổi tắt kia căng đại biểu cho mạng người ngọn nến, lại không một người biết, hắn quỷ hồn khi nào đứng ở chúng ta sau lưng. Hàng lương triết mới vừa mở miệng, con quỷ hồn kia liền hắc hắc cười nói, đừng kêu tên của ta, cũng đừng cùng ta ôn chuyện, ta hiện tại kêu phó một, chỉ cấp chủ nhân làm việc. Cũng là chủ nhân cái thứ nhất người hầu. Chủ nhân nói, làm ta nhìn các ngươi, đem các ngươi một đám đều mang về. Ta chỉ mang người chết đi. Giết hắn. Hàng lương triết ra lệnh một tiếng, thành phiến linh phù liền hướng đối phương bao trùm mà đi. Bồ chú thượng tạc khởi ánh lửa, giống như trí mạng pháo hoa, mới nhìn hoa đoàn cẩm thốc, lại xem lại là sát khí nghiêm nghị. Bao trùm quỷ hồn ánh lửa, Tuy rằng bạo liệt vô cùng lại ở khoảnh khắc tan đi, kia chỉ tự xưng vì phó một quỷ hồn lại còn êm đẹp đứng ở kia lành lạnh cười lạnh, vô dụng, chết ở chủ nhân trong tay người, trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, không ai có thể sau đó là giết hắn một lần. Các ngươi có thể tiếp tục cùng chủ nhân dành mạng sống, thử xem có thể hay không chạy ra thăng thiên. Chủ nhân tam thông cổ, lập tức liền phải vang lên, các ngươi vẫn là chạy nhanh tính tính ai đáng chết đi. Ta trầm giọng nói, không cần phải xen vào nó, tiếp tục. Tàng thiên cơ lại lần nữa chỉ hướng một người, tiếp theo cái chết người là hắn chết vào chém eo tên kia luân hồi tư đệ tử hai đầu gối một khúc quỳ gối trên mặt đất đường chủ ngươi cứu cứu ta ngươi nhất định phải cứu ta a à. ta tuy rằng không phải thủ hạ của ngươi nhưng là ta đối luân hồi tư trung thành và tận tâm a à. Hàng lương triết bị tức giận đến sắc mặt xanh mét này cũng quá mất mặt Hàng lương triết cố nén bóp chết hắn xúc động lý đường chủ ngươi buông tay làm đi kỳ thật ta cũng có chút phát ngốc dành mạng sống phương pháp đều là các phái bất truyền bí mật cho dù là chỉ có mấy tầng nắm chắc, cũng là tuyệt vọng trung một tia hy vọng, này một tia hy vọng cũng đủ chống đỡ thuật sĩ đi đánh cuộc cái thắng thua. Ta những cái đó sư phụ, kỳ thật đối dành mạng sống bí pháp cực kỳ kinh thường, bọn họ không để bụng người khác mệnh, càng không để bụng chính mình mệnh. Ở bọn họ xem ra, tránh không khỏi đi tìm chết liền đã chết, cùng lắm thì chính là hạ 18 tầng địa ngục đi lên một sớm. Cho nên, bọn họ cho ta giảng quá dành mạng sống phương pháp, lại trước nay không dạy qua ta. Ai trên người mang theo vải bố trắng? Cho ta dùng dùng. Ta từ một cái luân hồi tư đệ tử trong tay tiếp nhận vải bố trắng đi hướng đối phương, dùng vải bố trắng triền ở đối phương trên eo, giảo phá ngón trỏ ở vải bố trắng thượng viết nổi lên chú văn. Theo ý ta tới, chém eo đơn giản là dùng trọng rìu ở phần eo đem người một phân hai đoạn, tuy rằng chém eo vị trí có điều chú trọng, nhưng là đao phủ cũng sẽ không ở vượt qua eo nửa thước vị trí trên dưới đao, qua cái này kích cỡ đã có thể không phải chém eo. Ta có thể bảo vệ đối phương phần eo, nói không chừng còn có thể cho hắn đổi lấy một đường sinh cơ. Ta chú văn còn không có viết xong, đòi mạng cổ thanh âm liền lại lần nữa vang lên, thùng thùng tiếng trống rõ ràng lọc vào tai, ta ra tay cũng càng lúc càng nhanh. Khi đó, ta hoàn toàn không có chú ý tới, Diệp Dương đã thừa dịp ta viết phù văn công phu, lấy đi người nọ vài dọc huyết, lại lặng lẽ đứng ở một bên. Ta bên này cuối cùng một bút rơi xuống, để tam thông đòi mạng cổ nhịp trống cũng bắt đầu kế tiếp tức cao. Phong nếu hành thấy ta sắc mặt trắng bệch, không khỏi thấp giọng hỏi nói, ngươi sẽ không đem chính mình mệnh cũng cấp bỏ vào đi đi. Muốn giành mạng sống, không có khả năng không trả giá đại giới. Ta ngoài miệng đáp lại phong nếu hành, đôi mắt lại gắt gao nhìn chầm chầm người nọ không bỏ. Đông, đòi mạng cổ cuối cùng một thanh âm vang lên quá, ta trái tim tùy theo bỗng nhiên rung lên. Ban đầu vẫn là ngồi dưới đất luân hồi tư đệ tử, như là bị người một chân cấp đá phiên ở trên mặt đất, đồng thời đè lại tay chân, trước sau lôi kéo mở ra, thân hình trong khoảng thời gian ngắn bị rút đến thành thẳng tắp một đường. Quỷ mắt, khai, ta hai mắt giữa huyết quan hiện lên lúc sau, tên kia luân hồi tư đệ tử bên người quả nhiên xuất hiện bốn đạo quỷ ảnh, hai chỉ đè lại hắn tay chân ác quỷ quay đầu đối ta cười lạnh chi gian. Hai gã tay cầm đại cưa ác quỷ, đã một tả một hữu ngồi sổng người nọ bên người, sáng như tuyết răng cưa ác thượng người nọ eo. Thời của chém eo, hữu dụng búa rìu, hữu dụng dao cầu, có trả mã kiếm, nhưng là vô luận dùng cái gì hình cụ đều không thể dùng một lần đem người một phân hai đoạn, này không phải bởi vì đao phủ không có võ lâm cao thủ cái loại này lực đạo, chỉ là vì gia tăng tử tù thống khổ mà thôi. Nhất có thể làm tử tù muốn sống không được muốn chết không xong chém eo, chính là dùng đại cưa một chút cưa khai tử tù thân hình. Dây tiếp theo, hai chỉ ác quỷ kéo động lưỡi cưa, mang theo hàng quan răng cưa từ người nọ bên hông xẹt qua chi gian, ta lưu lại vu môn chú văn tùy theo phát động. Từng trận hồng mang từ cưa bằng kim loại dưới liên tục phát ra, nửa thước nhiều khoan cưa bằng kim loại giống như là cưa thượng thiết châm, mang theo bén nhọn chói tai tiếng vang ở người nọ trên người qua lại cỏ sát, từng đạo hỏa tinh theo lưỡi cưa không ngừng phục ra, lại không thấy cưa bằng kim loại đi xuống chìm nửa phần. Phòng bị được. Dựa theo cổ đại trảm tù quy cũ, hành hình phát sinh hình cụ đức đoạn, tức đại biểu cho tử tù thân mang kỳ oan, trời xanh hứa này bất tử, đao phủ không được đổi đao hành hình. Chỉ cần ta phù văn có thể kiên trì đến đem đối phương lưỡi cưa đức đoạn, ta liền tính thắng. Ta còn không có tới kịp xác nhận vu văn hay không hiệu quả, lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình bên hông truyền đến một trận đau nhất. Chương 895, ngay lập tức biến ảo. Ta bản năng căng thẳng thân hình, duỗi tay hướng chính mình trên eo một giờ, bàn tay đã bị huyết nhiễm cái đỏ bừng. Ta vu chú đỉnh không được, hiện tại ta chỉ là bị cưa bằng kim loại cắt qua điểm da chờ đến lưỡi cưa bị lại lần nữa trừu động ta cho dù không bị đương trường chém eo cũng sẽ bị cưa đoạn xương sống lưng trong lòng ta chỉ là hơi hơi trầm xuống nháy mắt người giống như là bị cố định ở tại chỗ không chỉ có tay chân không thể hoạt động ngay cả thanh âm cũng phát không ra khi đó ta duy nhất có thể làm chính là đem chân khí trầm hướng đôi tay đi tránh thoát quỷ thần áp chế ta hai tay còn không có phát lực liền thấy viết chú văn vải bố trắng ở cưa bằng kim loại dưới tầng tầng đức đoạn bắt lấy cưa bằng kim loại ác quỷ hai tay căng thẳng, đôi tay bỗng nhiên ép xuống, đem răng cưa ấn vào người nọ bên hông, chuẩn bị lại lần nữa điều động cưa bằng kim loại. Nhìn cân treo sợi tóc chi gian, ta hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một tránh, địa sát huyết cương chân khí từ ta trên người tứ tán mà ra. Ta rõ ràng cảm giác được chính mình đôi tay như là đứt đoạn thứ gì, từ quỷ thần chi lực trói buộc giữa tránh thoát mà ra. Ngũ tạng lục phủ lại như là bị người một quyền đánh trúng, ở trong cơ thể bỗng nhiên một trận quay cuồng, trước mắt tối sầm liền phun ra một búng máu tới đó là quỷ thần chi lực thừa dịp chú văn phản vệ đương khẩu, cho ta một kích đòn nghiêm trọng. Đương trường học máu. Ta lùi lại bước chân còn không có đứng vững, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kiếm khí phá không tiếng vang. Kiếm trích qua đi, tên kia bị ấn ở trên mặt đất luân hồi tư đệ tử đương trường bị một phân hai đoạn, hai chỉ ác quỷ trong tay cưa bằng kim loại lại còn đề ở giữa không trung. Ta trên người cấm chế tùy theo hỏng mất lúc sau, ta ánh mắt đầu tiên nhìn về phía không phải liều mạng kêu trên luân hồi tư đệ tử, mà là kiếm trích truyền đến phương hướng. Bên kia, Diệp Dương chống trường kiếm, cắt dao nhắm môi, vết máu lại khống chế không được từ hắn khóe miệng thượng lưu rơi xuống. Cách hắn trường kiếm không xa địa phương, còn có một cái bị chặn ngang trảm thành hai đoạn ô sao xà. Diệp Dương cương mới cũng vận dụng chú thuật. Hắn thừa Diệp ta không chú ý công phu, đem cái kia luân hồi tư đệ tử huyết cấp đánh vào cái kia ô sao trên người. Chẳng qua, Diệp Dương chú thuật không phải ở cứu người, mà là ở cứu ta. Vừa rồi chính là Diệp Dương phát hiện ta chú văn thất lợi, vì ta không bị đương trường chém eo, hắn động thủ trước chém cái kia hắc xà tên kia luân hồi tư đệ tử, tương đương là bị Diệp Dương cấp chém eo đương trường. Diệp Dương giành trước động thủ giết quỷ thần con mồi, chính mình cũng đã chịu chú văn phản vệ bị nội thương. Cùng lúc đó, ta cũng nghe thấy phong nếu hành phát ra một tiếng kêu rên. Chờ ta nhìn lên, bốn con ác quỷ đồng thời bạo liệt, phong nếu hành liên tiếp lui ba bước, trong miệng máu tươi tràn ra. Phong nếu hành vừa rồi cũng là tiểu tâm phòng bị quỷ thần, chẳng qua phong nếu hành mục tiêu là kia bốn con hành hình ác quỷ. Liền tính Diệp Dương không có làm mặt sau bố trí, Phong nếu hành cũng có thể ở ác quỷ trừ động cưa bằng kim loại phía trước, đưa bọn họ nhất cử đánh tan. Trên thực tế, Phong nếu hành cũng xác thật ra tay, nàng tuy rằng so dịp dương chậm một bước, nhưng là đã chịu quỷ thần chi lực phản vệ lại không thể so dịp dương thiếu thượng nửa phần. Chúng ta bị quỷ thần tính kế. song các trấn quỷ thần, so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Quỷ thần khó đấu, nhưng cũng có một cái đặc điểm, bọn họ lấy thần minh tự xưng là, kinh thường quỷ quái cũng không coi phàm nhân, càng thích lấy trên cao nhìn xuống phương thức đem thuật sĩ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đúng là bởi vì như thế, quỷ thần càng có khuynh hướng lấy lực phục người, khinh thường với âm mưu quỷ kế. Song các trấn quỷ thần lại trực tiếp từ bỏ quỷ thần tôn nghiêm, cùng chúng ta chơi nổi lên âm mưu. Hắn ngay từ đầu biểu hiện cùng thanh nham thôn trưởng mệnh quỷ thần giống nhau, minh đao minh thương bài binh bố trận, chờ xem chúng ta như thế nào ứng đối. Trên thực tế, hắn không hề có muốn nhìn chúng ta phá cục ý tứ, mà là đem mục tiêu nhắm ngay hai giới đường hắn không để bụng cái kia luân hồi tư đệ tử chết sống, hắn muốn chỉ là bắt lấy chúng ta hai giới đường nhân mã. Hắn liền sát luân hồi tư hai người, cũng không phải ở hướng chúng ta triển lãm hắn quy tắc, con mà là ở cố ý hạ nhị, chờ đến ta đi cắn câu, chính là hắn phản kích bắt đầu. Đối phương gần là một cái đối mặt, chúng ta hai giới đường ngay cả bị thương ba người. Ta ánh mắt lạnh lạnh chuyển hướng về phía phó một, ngươi là quỷ thần. Phó một hắc hắc cười lạnh nói, ngươi cho rằng chính mình là ai? Có tư cách làm chủ nhân tự mình gặp nhau sao? Phó một mặt dung một cút, truyền chủ nhân khẩu dụ, trảm này bốn người giả, miễn tử. Phóng một tiếng nói vừa dứt, luân hồi tư đệ tử liền sôi nổi rút đao, hướng hướng chúng ta súng lại mà đến. Ta cùng Diệp Dương, Phong nếu hành nháy mắt di động phương vị, lưng dựa một chỗ, bày ra phòng ngự trận thế. Duy độc tàng thiên cơ còn ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ta vừa định ra tay đi túng tàng thiên cơ, đối phương mông ở đôi mắt thượng vải bố trắng liền tự hành bóc ra trên mặt đất. Tàng thiên cơ chậm rãi ngẩng đầu chi gian, trong mắt yêu dị huyết quang cùng trong tay yêu nước mắt hồng mang tương ứng thành huy giống như ba con huyết đồng ở bóng đêm giữa quỷ dị nhảy lên tàng thiên cơ trầm giọng ta hiện tại không thể động nhưng cũng không được có người quấy rầy ta nếu không ta sẽ giết người tàng thiên cơ là ở cảnh cáo luân hồi tư đệ tử hàng lương triết trầm ngâm qua đi lạnh lùng mở miệng nói ai cũng không được đi chạm vào thiên cơ cung phụng nếu không gia pháp xử trí hàng lương triết chỉ nói không được đi chạm vào tàng thiên cơ lại chưa nói không chuẩn chạm vào hai giới đường luân hồi tư cao thủ đột nhiên bạo khởi thân hình, hướng chúng ta ba cái bên người đánh tới. Khi đó, chúng ta ba cái đều đã thân bị trọng thương. Chiến, nhất định thua, lui, còn có một đường sinh cơ. Đi. Ta gào to một tiếng bước ra mau lui, Diệp Dương cùng Phong nếu hành không hề do dự cùng ta cùng nhau về phía sau thối lui. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 896, ba câu nói. Chúng ta ba người ra tay phòng ngự thời điểm, liền đem tàng thiên cơ vị trí cấp để lại ra tới. tàng thiên cơ không có cùng ta triệt thoái phía sau, luân hồi tư cao thủ cũng đúng lúc giết đến. lần này tàng thiên cơ ngược lại là chặn đối phương lộ tuyến, người nọ lập tức ra tay hướng tàng thiên cơ trên đầu vai bác qua đi. hắn là muốn đẩy ra tàng thiên cơ, lại ra tay giết ta. nhưng hắn ngón tay còn không có chạm vào tàng thiên cơ đầu vai, người liền quỳ gối trên mặt đất. người nọ chạy tới là lăn không bay vọt, nhưng là hắn quỳ xuống đất lực đạo chi trọng lại như là bị người cấp sinh sôi ấn ở trên mặt đất hai đầu gối chấm đất lúc sau toái cốt thanh đột nhiên dựng lên, mặt đất gạch xanh cũng bị ép tới dập nát. Đối phương quỳ xuống đất lúc sau liền lại không lên, miệng mũi giữa dòng ra máu tươi nháy mắt nhiễm hồng mặt đất, thi thể như cũ vẫn duy trì quỳ xuống tư thế lập mà không ngã. Ta không kịp đi xem tàn thiên cơ bên kia tình hình, cùng dịp dương bọn họ cùng nhau về phía sau bạo lui, từ trăm tay trương gia chính diện phá cửa mà vào, lại từ sau lưng toái cửa sổ mà đi, liền phiên hai tòa sân lúc sau, dịp dương bỗng nhiên hộc máu. Ta bắt tay đáp ở diệp dương trên mạch môn thử một chút, trong lòng tức khắc cả kinh ngươi vừa rồi làm cái gì diệp dương chỉ là cười một chút liền thuận thế té xỉu ở ta trong lòng ngực ta chặn ngang bế lên diệp dương một chân đá văn kia gia đại môn đem diệp dương thấp lộng tới trong phòng mau xem hắn thế nào phong nếu hành bước nhanh xông về phía trước quỷ thần muốn sát diệp dương ngươi xem trên người hắn đã xuất hiện quỷ thần ấn ký phong nếu hành nói chuyện thời gian đôi tay bắt lấy diệp dương cổ áo xuống phía dưới một xã xé rách diệp dương quần áo hắn ít hầu vị trí thượng quả nhiên xuất hiện một đạo giống như xăm mình dường như xà ảnh. Đây là bị Diệp Dương chặt đứt cái kia hắc xà. Trong lòng ta khiếp sợ mới vừa khởi, cái kia hắc xà trong mắt liền lòe ra mang theo thù hận hung quang, vặn vẹo thân mình chuyển hướng về phía Diệp Dương ngực. Trắng độc vệ tâm. Nó đây là muốn xé nát Diệp Dương trái tim, báo hắn kia nhất kiếm đoạn thân chi thù. Song các trấn quỷ thần ngay từ đầu mục tiêu chính là ở Diệp Dương trên người. Hắn nhận ra Diệp Dương. Ta toàn thân phát lãnh nháy mắt, lại nghe thấy tàng thiên cơ thanh âm từ nơi xa truyền đến, Lý Phách, ta mỗi lần đều sẽ cùng ngươi nói tam câu nói, trong đó chỉ có một câu là thật. Đánh cuộc chính xác, ngươi có thể cứu Diệp Dương. Đánh cuộc sai rồi, các ngươi hai cái đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhớ lấy. Phong nếu hành theo bản năng trở về một tiếng, ngươi là ai? Ta là tàng thiên cơ. Tàng thiên cơ đáp lại nói, đây là các ngươi cục, cũng là ta chính mình kiếp. Hiện tại liền có thể lựa chọn tin hay không ta? Ta không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh chân chính dành mạng sống phương pháp cũng không giống ta tưởng tượng đơn giản như vậy muốn tránh thoát quỷ thần khống chế bước đầu tiên là muốn giữ được đương sự tánh mạng ít nhất không thể làm hắn đương trường mất mạng bước thứ hai chính là đi đánh cuộc sinh tử này liền tương đương với quỷ thần đem ngươi mạng sống cơ hội khấu ở ba cái trong chén ngươi chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái xốc lên quỷ thần khấu hạ kia chỉ chén chính là chứng kiến sinh tử là lúc đây mới là tám đạo tặc trăm tay trương cho ta lưu lại cảnh trong mơ nhắc nhở chân chính ý nghĩa trong mộng trương không phiền, chính là ở cuối cùng một bước sai tinh trăm tay trương nói, mới chết ở linh đường thượng. Tàng thiên cơ nói, đây là chúng ta cục, cũng là nàng kiếp. Chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là không có mệnh số sư tham dự, không ai có thể phá mệnh thành công. Tàng thiên cơ hẳn là từ cảnh trong mơ bắt đầu liền tính tới rồi kết quả này, lại không có trước đó cho chúng ta nhắc nhở. Nàng là muốn đảm đương thiên đạo người phát ngôn nhân vật. Chỉ cho chúng ta một phần ba nhắc nhở, cùng chúng ta cùng nhau phá mệnh, cũng đi theo chúng ta một khối đánh cuộc mệnh tàng thiên cơ làm như vậy có nàng tư tâm một khi chúng ta phá mệnh thành công nàng mệnh sư cảnh giới tất nhiên càng gần một bước bởi vì nàng có thể thông qua lần này phá mệnh đi thể hội thiên đạo nhưng là nàng cần thiết áp thượng chính mình tánh mạng tàng thiên cơ ngay từ đầu đã nói lên chính mình là ở cùng chúng ta hợp tác theo như nhu cầu chúng ta là ở hợp tác cũng gần là hợp tác từ nào đó trình độ thượng nói tàng thiên cơ kết thúc hợp tác bổn phận tàng thiên cơ hiện tại hẳn là đã thần hợp nhất phương thiên địa cùng sông các trấn liền thành nhất thể ta vô luận nói cái gì hắn đều có thể nghe thấy ta tin ngươi tàng thiên cơ nói diệp dương cái thứ nhất kiếp số là ở giếng có người chỉ dẫn ngươi hướng giếng nước địa phương đi không cần tin hắn tìm được năm đó đầu giếng người nhưng cứu diệp dương tàng thiên cơ nói xong rồi vừa lúc tam câu tam câu nói giống như đều quay chung quanh giếng cẩn thận suy nghĩ mặt sau hai câu lại không cảm thấy cùng giếng có cái gì liên hệ có người dẫn ta hướng có giếng địa phương đi hắn là lãnh ta đi tìm giếng vẫn là nói bên cạnh giếng có khác cái gì kỳ quặc lại hoặc là giếng nước nơi phương hướng có người nào đang đợi ta tìm được năm đó đầu giếng người nhưng cứu diệp dương đầu giếng người nhìn như chết ở giếng nhưng là dẫn tới đầu giếng nguyên nhân chết lại chưa chắc cùng giếng có quan hệ này liền cùng đầu thủy người chưa chắc là đụng phải thủy quỷ thắt cổ người cũng không thấy đến chính là bị quỷ thắt cổ mê tâm trí là một đạo lý huống hồ đầu giếng người quỷ hồn chưa chắc liền tránh ở giếng nói không chừng đã sớm bị ai từ giếng cấp mang đi ra ngoài Ta trầm giọng nói, Phong Nếu Hành, ngươi xem Trọng Diệp Dương. Ta trở về phía trước, không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Ta nói chuyện chi gian, lặng lẽ kéo lại Phong Nếu Hành tay, hướng nàng trong tay tắt vài thứ, vạn và nhất có việc, dùng trạm canh gác mũi tên cùng ta liên lạc. Không cần ra tiếng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 897, mãn trấn chết hết tù. Phong Nếu Hành tu hành tuy rằng cũng là kiếm đạo, nhưng là nàng tu hành chính là sát thủ chi kiếm giỏi về giết người, cũng thường với bí ẩn. Chẳng qua, Phong nếu hành qua đi cũng không biểu hiện ra chính mình ám sát một mặt mà thôi. Ta lặng lẽ rời đi sân lúc sau, Phong nếu hành cũng không thanh vô tức quét tới trong viện dấu vết, dấu thượng cửa phòng. Tiểu viện khôi phục an tĩnh, song các trong trấn lại loạn thành một đoàn, luân hồi tư nhân mã toàn bộ tán nhập song các trấn tìm tòi chúng ta vài người hành tung. Ta nuốt vào hai viên vân thường luyện chế đang dược, mạnh mẽ áp chế thương thế, vòng qua hai cái luân hồi tư đệ tử, đuổi ở đối phương phía trước tìm nhập nơi xa một tòa sân, dán tường đứng xuống dưới. Vân thường luyện chế loại này thuốc trị thương kêu, không hối hận, nó không đạt được thuốc đến bệnh trừ trình độ, chỉ có thể tạm thời áp chế thương thế, ở không cho nội thương chuyển biến xấu dưới tình huống, bảo đảm người bị thương có thể tiếp tục cùng người giao thủ, nhưng là, dược lực một quá nội thương liền sẽ tăng lên. Vân thường vốn dĩ không nghĩ đem loại này dược lấy ra tới, là ta ở trước khi đi, buộc nàng lấy ra, không hối hận. Chúng ta ba người, chỉ có ta một người trên người mang theo loại này thuốc trị thương. Liều mạng sự tình, vẫn là ta một người đến đây đi. Ta biết nuốt vào loại này, không hối hận, lúc sau, ta chỉ có một canh giờ thời gian đi đánh cuộc chiến quỷ thần, một canh giờ lúc sau, ta lại cùng người động thủ nói, liền tính tưởng hối hận cũng không kịp. Ta lặng lẽ nhìn thoáng qua tay phải trong lòng hát tuyến, nắm chặt nắm tay. Khi nói hát tuyến chính là ăn vào, không hối hận, biểu tượng, vân thường vì nhắc nhở không hối hận phát tác thời gian, cố ý sử dụng bí pháp, đương lòng bàn tay thượng hát tuyến kéo dài tới tay khuỷu tay vị trí thượng khi, liền đại biểu dược lực đạt tới cực hạn lúc này nhất định phải tìm một chỗ nằm xuống tới làm chính mình huyết lưu tim đập thần kinh toàn bộ khôi phục vững vàng nếu lại cùng người động thủ người bị thương trong miệng phun ra tới đã có thể không phải máu tươi mà là bị chấn nát nội tạng ta lặng yên nắm tay chi gian cũng nghe thấy có người dán ở ngoài tường nhanh chóng tới rồi đối phương bước chân tới gần ta đôi tay đồng thời cũng nhà văn đao đâm thẳng mặt tường xuyên thấu gạch mộc một tay một cái đánh hướng về phía bên ngoài hai người đầu bên ngoài hai cái luân hồi tư đệ tử tuy rằng thân cao bất đồng nhưng là ma tà tay lại không để bụng đánh trúng đối phương cái gì vị trí, chỉ cần chân khí nhập thể, từ đối thủ trong cơ thể nổ tung, đối phương đó là không chết tức thương. Bên ngoài hai người liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, đã bị ta đánh ra hai mét ở ngoài ngã xuống đất bỏ mình. Ta nhìn lướt qua ngã vào vũng máu trung thi thể, cố ý ở trên tường cọ cọ trên tay vết máu mới xoay người chạy về phía phòng trong. Dựa theo người giang hồ tư duy theo quán tính, hung thủ sẽ không ở giết người lúc sau, còn trốn vào phụ cận trong phòng, chờ đối phương bắt ba ba trong rõ nhưng ta chính là muốn tại đây gian trong phòng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lão lưu cho ta tư liệu về sông các trấn ghi lại, cũng không có thanh nham thôn như vậy kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí không thể xưng là là cái gì tư liệu, bởi vì, về sông các trấn hắn chỉ viết một câu, mãn trấn tẩn tù nhân. Nếu cùng thanh nham thôn tương đối nói, sông các trấn khoảng cách tuyết sơn càng gần vài phần. Nếu tuyết sơn sứ giả đã tới rồi thanh nham thôn, vì cái gì không đến sông các trấn? Nếu đối phương tới, tất nhiên sẽ lưu lại về hắn truyền thuyết lão lưu không có ghi lại mấy thứ này, chỉ là vô cùng đơn giản để lại mấy chữ, thuyết minh chân chính đáp án liền ở thị trấn. Ta ở trong phòng dạo qua một vòng lúc sau, ánh mắt liền dừng ở mà trung gian trên bàn. Đông Bắc người thói quen dùng giường đất bàn, đặc biệt là mùa đông thời điểm, càng thích ngồi ở giường sưởi thượng ăn uống. Chỉ có ăn cơm người nhiều, trên giường đất ngồi không dưới thời điểm mới dùng mà bàn. Hơn nữa, mà bàn là dùng xong rồi liền thu, giống nhau sẽ không bãi trên mặt đất trung gian. Ta hướng cái bàn bốn chân thượng nhìn thoáng qua, liền dán cái bàn ngồi xuống, giơ tay ở trên mặt bàn gõ hai hạ ra tới ở trên giang hồ có loại cách nói kêu trên bàn ngồi người bàn hạ tàn quỷ rất nhiều người cảm thấy những lời này ý tứ là người ngồi ở trên bàn đàm phán lại ở cái bàn phía dưới phá rối người cảm thấy đàm phán hai bên chuyện trò vui vẻ nói không chừng bọn họ giấu ở cái bàn phía dưới tay đã rút đau động thương cho nên người giang hồ ngồi ở một cái trên bàn hai tay đều cần thiết đặt ở trên mặt bàn tỏ vẻ chính mình trong lòng không quỷ trên thực tế những lời này chân chính ý tứ chính là cái bàn phía dưới dễ dàng chui ra người chết tới. Thời xưa, đông bắc bên này hoang vắng, nửa đêm từ bên ngoài trở về người, mặc kệ trên người có hay không hôi, đều đến cầm cái chổi ở cửa quét hai hạ lại vào cửa. Kỳ thật, khi không phải ở quét hôi, là ở chắn người. Vạn nhất lộng không hảo đem đêm trên đường đi theo bằng hữu mang vào phòng, bọn họ nói không chừng sẽ chui vào địa phương nào. Cái bàn phía dưới, chính là bọn họ một cái xuất xứ. Người ở ăn cơm thời điểm, liên tiếp trảo không được đồ ăn, luôn là đem đồ ăn hướng trên mặt đất rớt, đó chính là cái bàn phía dưới có người chạm vào ngươi khuỷu tay, làm ngươi đem đồ ăn rớt trên mặt đất, bọn họ hảo nhặt về điểm này đồ ăn. Muốn nhìn cái bàn phía dưới có hay không người, kỳ thật cũng đơn giản. Dưỡng miêu cẩu nhân gia, ăn cơm thời điểm nhìn xem miêu cẩu sẽ biết. Miêu cẩu thích ở chủ nhân ăn cơm thời điểm, hướng cái bàn phía dưới chuyển động, kỳ thật chính là chờ chủ nhân ném đồ vật uy nó. Nếu là miêu cẩu không dám hướng cái bàn phía dưới tới, còn xúc ở góc tường phía dưới phát trung, đó chính là chúng nó thấy cái bàn phía dưới có người. Ta ở trong phòng nhìn một vòng, cũng cũng chỉ có cái bàn phía dưới khả năng cất giấu người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 898, mãn trấn tẩn tù nhân nhị. Ta ở trên bàn hợp với gõ tam hạ, liền cảm thấy có người kéo lấy ta ống quần. Ta cúi đầu đi xuống nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy cái bàn phía dưới vương hai tay, một bàn tay túm ta ống quần không bỏ, mặt khác một bàn tay lại lòng bàn tay hướng về phía trước mà duỗi tới rồi cái bàn bên ngoài. Cái bàn phía dưới người là ở hướng ta xin cơm. Ta ấn ở trên bàn bàn tay, năm ngón tay về phía sau vừa thu lại, hóa trưởng thành trảo xuyên thấu mặt bàn, xách theo người nọ cổ đem hắn từ cái bàn phía dưới cấp túng đi lên. Ta nhìn chầm chầm đối phương đôi mắt nói, ta không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì. Hoặc là trả lời, hoặc là là chết. Người nọ sợ tới mức liên tục xua tay, liên tiếp mà hướng chính mình trong miệng chỉ. Ta cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện đối phương đầu lưỡi đã bị người cấp cắt. Ta trầm giọng nói, nơi này quỷ hồn đều sẽ không nói, vẫn là chỉ có ngươi bị cắt đầu lưỡi người nọ dùng tay khoa tay múa chân một chút ta đại khái nhìn minh bạch hắn ý tứ hắn là nói nơi này người đều bị cắt đầu lưỡi ta lập tức lại hỏi ngươi sẽ viết chữ sao người nọ chạy nhanh lắc lắc đầu lòng ta tức khắc lạnh nửa thanh chỉ nhìn một cách đơn thuần quỷ hồn kia tóc liền biết hắn là đời thanh quỷ hồn khi đó người đa số đều không biết chữ cái này xem như cái gì đều hỏi không ra tới ta còn chưa từ bỏ ý định trước kia nơi này có hay không trụ quá một cái kêu trăm tay trương người hắn còn có một cái đồ để kêu trương không phiền. Người nọ nhìn ta mờ mịt mà lắc lắc đầu, hắn hình như là chưa từng nghe qua trăm tay trương. Trăm tay trương không ở sông các trấn trụ quá, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện cảnh trong mơ sân. Ta gấp giọng nói, các ngươi nơi này có hay không quan tài phô, hoặc là chuyên môn làm việc tang lễ nghi người. Người nọ giơ tay hướng nơi xa chỉ một chút, ý tứ là nói cho ta, người ở bên kia. Ta buông ra đối phương, từ cửa chính phương hướng nhảy lên nóc nhà, đạp lên mái ngói thượng liên tục thả người nhằm phía đứng ở thị trấn giữa cột cờ thời cổ, chỉ cần là ở núi sâu, đại mạc như vậy dân cư thưa thất địa phương thành lập thôn trấn, đều sẽ hướng thị trấn trung tâm dựng một cái cột cờ, vì chính là làm lạc đường người xa xa thấy nơi này còn có dân cư, cũng là cho ở gió cắt hoặc là bão tuyết trung bị lạc phương hướng cư dân dẫn đường. Mục tiêu của ta chính là kia căn cột cờ. Ta ở nóc nhà phi túng, lập tức đưa tới luân hồi tư chú ý, luân hồi tư còn sót lại cao thủ, đều hướng ta phương hướng tập trung mà đến. Ta rõ ràng thấy có người hướng ta đuổi giết mà đến, cũng không để ý không màng mà nhằm phía dựng ở trong trấn kia chi cục cờ. Chờ ta đuổi tới thời điểm, lại phát hiện cục cờ thượng đã có người, luân hồi tư cũng ở chiếm trước toàn trấn tối cao địa phương. Hàng lương triết liền canh giữ ở cục cờ phía dưới chờ ta, lý phách, thúc thủ chịu trói đi. Người ta đều biết lẫn nhau mục đích, chúng ta cũng không cần lại đi nhiều lời. Hàng lương triết rút đao ra tới, nhắm ngay cục cờ, cục cờ một đảo, người ta đều không có sinh lộ, bất quá, ta đánh cuộc ngươi, không dám lấy dịp dương mệnh đi mạo hiểm hàng lương triết quả nhiên lợi hại hắn thế nhưng trước tiên một bước đoán chắc ta phương hướng hàng lương triết cười lạnh nói lý phách ta vẫn luôn suy nghĩ quỷ thần vì cái gì đem cái thứ nhất mục tiêu lựa chọn ở diệp dương trên người ngươi thượng tán thần tuyết sơn là vì phá giải diệp gia nguyền rủa ngươi không trực tiếp lên núi ngược lại là ở dưới chân núi loạn chuyển thuyết minh ngươi đi địa phương nhất định cùng tán thần tuyết sơn có quan hệ có lẽ ngươi liên tục chém giết quỷ thần chính là tuyết sơn ma thần cấp dưới cho nên bọn họ biết diệp dương tồn tại bắt một dịp tinh thông phong thủy chi thuật cái này địa phương tứ phía núi vây quanh chính thích hợp bố trí phong thủy đại trận diệp dương đối hắn uy hiếp lớn nhất cho nên đây là hắn lựa chọn diệp dương nguyên nhân ngươi hướng cột cờ nơi này chạy hẳn là cũng là vì phá giải nơi này phong thủy diệp dương hẳn là đã vô pháp hành động ngươi chỉ có thể chính mình đăng cao thấy rõ nơi này phong thủy bố cục lại trở về nói cho diệp dương ngươi có thể hay không thấy xong các trấn toàn cảnh chính là mấu chốt cột cờ một đảo người ta đều không cần đi ra ngoài Hàng Lương Triết tuy rằng không có hoàn toàn đoán đối ta tâm tư, nhưng cũng đoán trúng chính phần. Hắn duy nhất không biết chính là, ta thượng cột cờ là vì xác định mãn trấn tẩn tù nhân là có ý tứ gì. Lão Lưu cho ta những lời này, đại khái chỉ có hai loại giải thích, một là song các trấn quỷ hồn tất cả đều bị cầm tù ở thị trấn, tựa như ta vừa rồi thấy người kia, hắn có thể nói là bị người dùng cái bàn khấu ở trên mặt đất. Cái bàn kia chính là hắn nhà tù. Đệ nhị loại khả năng chính là song các trấn bản thân chính là thời cổ lao thành doanh. Chân chính giam trọng phạm địa phương, không chỉ có có thiết khóa tường cao, càng quan trọng là chung quanh hoàn cảnh, vững chảy thành xây dựng ở tuyệt địa phía trên, chẳng sợ có tù phạm chạy ra đi cũng là tử lộ một cái. Này liền đại đại giảm bớt tù phạm vượt ngục khả năng. Lao thành doanh đều có một cái đặc điểm, đó chính là cần thiết tu thành không bàn mà hợp ý nhau, tù tự hình vuông, hơn nữa ra vào cũng chỉ có một cái đại môn. Nếu, nơi này là đại lao, như vậy, tất nhiên muốn dựa theo cổ đại nhà tù cấu tạo, đem ngục tốt cùng giám ngục nơi vị trí lưu ra tới, giám ngục nên là song các trấn quỷ thần nếu là phá quỷ thần chi mệnh, ta vì cái gì không trực tiếp tìm được quỷ thần, cùng hắn một trận tử chiến, mà một hai phải đem chúng ta mọi người mệnh đều đương trường lợi thế áp đi xuống, đi ma bài bạc thần tam câu nói là thật là giả đâu. Lão Lưu không đi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu xong các trấn nguyên nhân, hẳn là chính là ở chỗ này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 899, có người ra tay. Hàng lương triết nhìn ta cười như không cười mà nói, dựa theo lý đường chủ luôn luôn tác phong, bảy thành có thể là sẽ vì Diệp Dương thỏa hiệp, đương nhiên, ngươi cũng có thể nói chúng ta cho nhau hợp tác phá cục. Nhưng là, con người của ta luôn luôn không thích cùng người hợp tác. Chỉ thích đem hết thảy nắm giữ ở chính mình trong tay. Ngươi thúc thủ chịu trói lúc sau, chúng ta lại liên thủ rời đi nơi này. Không phải càng tốt sao? Ta sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, hàng lương triết lại nói nói, ta có thể, cho ngươi một chút thời gian suy xét. 5 phút. Hàng lương triết ngoài miệng cùng ta nói chuyện, trong tay đao lại trước sau không có rời đi quá cột cờ. Ta thân hình không nhúc nhích, đôi mắt cùng lỗ tai nhưng vẫn ở bắt giữ luân hồi tư động thái, luân hồi tư hơn phân nửa nhân mã tập trung tới rồi ta phụ cận, dư lại năm sáu cá nhân lại không lại đây. Bọn họ là tìm Diệp Dương đi. Diệp Dương bên kia sẽ không có việc gì đi. Ta còn ở lo lắng Diệp Dương thời điểm, luân hồi tư nhân mã đã lặng yên tiếp cận Diệp Dương ẩn thân sân. Đi đầu hai người, đẩy cửa mà vào lúc sau, trong đó một người trong tay trường đao bỗng nhiên hướng trước người một hành nghiêng hướng đánh ra, quá vẻ trường đao thấu môn mà ra. Người nọ xuất đao là vì thử cửa hay không có người, hắn không biết, chính mình kia một đao kỳ thật dáng ở phong nếu hành chóp mũi thượng rào nhiên xẹt qua. Chẳng qua, tránh ở cửa phong nếu hành không hề nhúc nhích, mới hắn bỏ qua dấu ở cửa sát thủ. Người nọ rút đao lúc sau lập tức cùng đồng bạn tả hữu một phân, cấp mặt sau người nhường ra vị trí. Nhưng hắn bước chân còn không có đứng vững, đã bị phong nếu hành từ sau lưng bưng kín miệng, dây tiếp theo gian phong nếu hành đoạn nhận liền ở người nọ ít hầu thượng chậm rãi xẹt qua người nọ ít hầu thượng máu tươi phục ra mà ra nháy mắt, đại môn mặt khác một bên, cũng là máu tươi tiêu phi. Phong nếu hành thấy từ môn sườn phun ra máu tươi, lập tức hơi hơi sửng sốt. Nàng dám khẳng định, chính mình phụ cận không có những người khác ở mai phục luân hồi tư, chính là người nọ như thế nào sẽ bị người một đao phong hầu. Phong nếu hành trong lòng khiếp sợ không quá, liền nghe thấy viện ngoại liên tiếp truyền đến tứ thanh trầm đục, chạy nhanh xoay người hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Luân hồi tư bốn cái cao thủ, ở ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian tất cả đều dán ở trên tường, phía sau vết máu đã đem nửa bên tường đất cấp nhiễm cái đỏ bừng. Khi bốn người tu vi không yếu, lại ở trong nháy mắt bị nhân sinh sinh chụp vào tường, không chỉ có đương trường mất mạng, thậm chí liền thi thể đều tạp vào trên tường rất không xuống dưới. Phong nếu hành khiếp sợ dưới xoay người hướng trở về phòng, nàng ánh mắt lại lướt qua Diệp Dương dừng ở một cái chăn bông thượng. Cái kia chăn bông, từ chúng ta tiến vào thời điểm liền đặt ở giường sưởi thượng, lúc này chăn bông vị trí tuy rằng không nhúc nhích, lại thoáng phòng lên tới một chút, chợt nhìn qua giống như là có người xuất ở chăn, giấu ở Diệp Dương bên cạnh quỷ hồn toản bị sự tình giống nhau đều là đã xảy ra bắt đầu mùa đông tả hữu thiếu y thiếu xuyên cô hồn giả quỷ thật sự quá lãnh liền sẽ hướng người trong chăn toản có chút quỷ hồn thậm chí có thể chui vào người trong lòng ngực sưởi ấm cho nên đông bắc bên này vào mùa đông chỉ cần là không ai ngủ liền sẽ đem chăn bông điệp lên miễn cho đem giả quỷ đưa tới đương nhiên giả quỷ toản bị không phải vì hại người chỉ là vì sưởi ấm thời gian dài hắn là có thể nghĩ cách làm người thấy chính mình nhà ở chủ nhân ở lơ đảng thời điểm từ khóe mắt ở trên giường đất thoáng nhìn bóng người, đã nói lên là có quỷ thượng giường đất. Khi đó, thiêu kiện áo bông, thiêu điểm tiền giấy cũng là có thể đem quỷ tiễn đi. Phong nếu hành nhưng không tin, đó là giả quỷ vì sưởi ấm chui vào trên giường đất. Lập tức tiến lên một bước, dùng mũi đao nhi chọn trụ chăn một góc, chậm rãi hướng lên trên xốc lên. Phong nếu hành vốn tưởng rằng có thể thấy từ chăn phía dưới dò ra tới người mặt, lại không nghĩ rằng chăn bông phía dưới thế nhưng tràn ra tới một mảnh lân hỏa. Ẩn vào trong phòng quỷ hồn bị người giết. Phong nếu hành lúc này mới ý thức được, vẫn luôn đang âm thầm trợ giúp chúng ta người, cũng vào sông các trấn. Hắn ở bên ngoài ra tay chụp đã chết bốn cái luân hồi tư đệ tử, lại thừa dịp Phong nếu đi ra môn công phu, trước một bước vào nhà chém giết quỷ hồn, bảo vệ Diệp Dương. Bình thường quỷ hồn không có khả năng lướt qua Phong nếu hành lẻn vào phòng trong, bị giết người đa số chính là cái kia phó một. Phong nếu hành đem tay phải đoạn nhận thu hồi trong vỏ, tay trái kiếm thuận thế một đao đẩy ra Diệp Dương quần áo, lưỡi dao thẳng đến Diệp Dương ngực hắc xà trên cổ áp rơi xuống long sống kiếm phong cắt ra diệp dương làn da xuống phía dưới chìm không đến nửa tất lúc sau ngực hắn thượng cái kia hắt xà liền như là thật sự bị đau ngăn chặn cổ bỗng nhiên tránh thoát diệp dương ngực giơ lên đầu tới phong nếu hành không ra tới tay phải năm ngón tay thành trảo như điện tới bóp chặt hắt xà cổ sinh sôi đem hắn từ diệp dương trên người cấp túng ra tới diệp dương bỗng nhiên mở to mắt ngồi dậy bỗng cẩu động thủ sao hiện tại còn không biết phong nếu hành năm ngón tay vừa thu lại véo nát hắt xà chúng ta đi tìm tàng thiên cơ hy vọng nàng có thể xem hiểu lý phách nhắc nhở đi phong nếu hành ném xuống trên tay lân hỏa thương thế của ngươi thế nào còn có thể cùng người động thủ sao diệp dương phi thân rời đi phòng một bên thả người bay vọt một bên nói vừa rồi hình như là có người dùng quỷ thần chi lực tự cấp ta chữa thương bất quá ta không nhìn thấy hắn là ai âm thầm giúp chúng ta người là tôn quỷ thần chúng ta khi nào cùng quỷ thần có liên quan thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web chương chín trăm Ngươi nghĩ nhiều ta không nghĩ. Phong nếu hành cũng nghi hoặc nói, cùng chúng ta có liên quan quỷ thần chỉ có một đêm tối kiêu. Hắn ở lão lưu bên kia, không có khả năng giúp đỡ chúng ta gấp cái gì a. À? Trước đừng động những cái đó. Diệp Dương dùng nhanh nhất tốc độ chạy về trong tay Trương Sơn. Tàng Thiên Cơ vẫn là vẫn duy trì nguyên lai tư thế ngồi ở trong viện, kia cổ thi thể cũng giống nhau quỳ gối Tàng Thiên Cơ trước mặt không nhúc nhích. Diệp Dương đi lên trước nói, ngươi là Tàng Thiên Cơ, vẫn là song các trấn quỷ thần. Tàng Thiên Cơ chậm rãi ngẩng đầu cùng Diệp Dương đối diện ở cùng nhau khi một đôi mắt đã biến thành màu đen. Tàng Thiên Cơ bị quỷ thần bám vào người. Tàng Thiên Cơ chậm rãi nói: Ngươi là như thế nào từ trong tay ta thoát vây? Phong nếu biết không khẩn không chậm nói, chúng ta ngay từ đầu liền không mắc mưu. Sơn thần miếu cảnh trong mơ là trăm tay trương lưu lại đồ vật. Ngươi đối trăm tay trương không thể nề hà, thậm chí mặt không xong, hắn lưu lại nhắc nhở, cũng chỉ có thể làm chúng ta đi phủ định cái kia cảnh trong mơ. Nếu ngươi không ở sơn thần trong miếu lưu lại bốn cái tượng đất, có lẽ, Lý Phách liền thật sẽ thượng ngươi đương. Nhưng là, ngươi kia vẽ rắn thêm chân một bút, ngược lại là làm Lý Phách nhìn ra cảnh trong mơ chân chính ý tứ. Phong nếu hành hơi hơi một đống nói, Lý Phách lâm ra cửa phía trước, ở trong tay tắt một thứ. Đó là chuyên môn dùng để bắt giữ quỷ xà linh dược. Hắn cũng nhân cơ hội ở ta trong lòng bàn tay viết ba chữ, trương trăm tay. Hắn là nói cho, làm ta đem sở hữu sự tình đều trái lại tưởng. Không phải có câu cách ngôn kêu, mộng là phản sao. Kỳ thật, trương trăm tay nhắc nhở chính là đơn giản như vậy. Kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại, tám đạo tặc như hình với bóng, danh hào tự nhiên sẽ không lệch lạc quá nhiều. Như thế nào sẽ có người kêu trần thanh nham, có người kêu trăm tay trương đâu? Trương trăm tay cảnh trong mơ kỳ thật không chỉ là nhắc nhở, cũng là bẫy rập. Hắn nói cho chúng ta biết, quỷ thần trước nay không nghĩ tới cho ai đường sống, cho nên, kia cái gọi là một phần ba mạng sống cơ hội căn bản là không tồn tại. Nhưng là, người đã biết trương trăm tay lưu lại cảnh trong mơ nhưng vẫn xem không hiểu hắn ý tứ. Cho nên, ngươi sẽ theo bản năng mà bắt chước trương trăm tay cảnh trong mơ, dẫn người khác tiến vào sông Cát Trấn. Đưa ngươi bắt chước hắn cảnh trong mơ thời điểm, ngươi liền thua. Ngươi đến trực tiếp từ ẩn thân địa phương ra tới, mới có thể ở chúng ta bên người hoàn thành cảnh trong mơ cuối cùng kia cái gọi là hai giả một thật sự nhắc nhở. Ngươi chân thân vừa hiện, cũng liền ly chết không xa. Quỷ thần nương tàn thiên cơ miệng nói, ngươi ở cố ý gạt ta. Lý Phách đã sớm lọc vào ta bẫy rập, hắn từ cái này sân sau khi ra ngoài, tưởng chút cái gì ta rõ ràng hắn phong nếu hành cười lạnh nói đây là lý phách lợi hại nhất địa phương hắn nhất giỏi về nắm chắc phản kích thời cơ có đôi khi thậm chí có thể đem thời cơ véo chuẩn đến cuối cùng một giây đồng hồ hắn bắt đầu phản kích ngươi thời điểm chính là ở trúng ngươi mai phục trước một giây hắn ở đỡ lấy ta thời điểm ở ta bối thượng điểm vài cái đó là chúng ta chi gian tiếng lóng hắn nói cho ta ngươi nghĩ nhiều ta không nghĩ lúc ấy ta liền biết hắn là đem trận này nhiệm vụ chủ đạo đặt ở ta cùng Diệp Dương trên người, chính hắn cũng thành mồi tồn tại. Ngay từ đầu, ta cũng không minh bạch hắn ý tứ. Thẳng đến hắn ở trong tay tắt xà dược, ta mới hiểu được hắn ý tưởng. Phong nếu hành dơ dơ lên chính mình tay nói, ngươi đại khái không biết, lý phách trong đó một cái sư phụ được xưng xà vương. Vô luận là yêu xà, vẫn là quỷ xà, đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Ngươi dùng quỷ thần vệ tâm đối phó Diệp Dương, Lý Phách trực tiếp là có thể ra tay bắt đi rắn độc, chính hắn không động thủ, làm ta ra tay ý tứ, chính là nói cho ta, hắn muốn lấy thân phạm hiểm. Rất nhiều người nghe đến đó, đại khái đều sẽ hỏi thượng một câu, động vật đã chết lúc sau có hay không quỷ hồn? Đáp án là, có. Nếu động vật không có quỷ hồn, âm ti giữa vì cái gì sẽ có báo đuôi, điểu miệng, cá má, ông vàng này bốn vị chuyên môn trưởng quản chim bay cá nhảy, loại cá, côn trùng hồn phách âm xoái. Phong nếu hành đạo, nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là có thể nhìn thấu người khác tâm tư. Khi đó, Diệp Dương trọng thương đã sẽ không đi tự hỏi cái gì, ta nhìn Diệp Dương, liền tính suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, cũng không dám dễ dàng rời đi. Ngươi nhìn chầm chầm vào Lý Phách, hắn liền vẫn luôn không hướng chính mình chân chính kế hoạch phương hướng suy nghĩ. Kỳ thật, đưa ngươi ở cười nhạo Lý Phách, tuy rằng mang theo điểm tiểu thông minh, lại nhảy không ra ngươi lòng bàn tay thời điểm, hắn cũng ở cười nhạo ngươi, cười ngươi quá bổn. Tàn thiên cơ sắc mặt từng đợt xanh mét, ta không tin, Lý Phách có thể trước tiên tính đến ta dùng hắc xà chú sát Diệp Dương. Phong nếu hành cười nói, Hắn không cần tính đến này đó, chỉ cần nắm chắc được đại phương hướng, tái kiến chiêu hủy đi chiêu là được. Đến nỗi hắc xà sao? Ta chỉ có thể nói đó là cái trùng hợp. Nếu Diệp Dương không đi bắt xà, mà là bắt khác thứ gì, chúng ta còn không có dễ dàng như vậy tìm trở về. Tàng Thiên Cơ trầm giọng nói, ta rốt cuộc là địa phương nào ra sai, mới làm ngươi phát hiện ta giấu ở nào. Phong nếu hành trả lời nói, nói trắng ra, không có gì không lớn. Đó chính là Tàng Thiên Cơ cũng không phải không biết nặng nhẹ người, nàng biết rõ đi theo chúng ta bên người mới càng dễ dàng phá cục, vì cái gì còn muốn ngồi ở tại chỗ bất động. Ngươi ngồi ở chỗ này, liền đại biểu cho, ngươi sợ chúng ta nhìn thấu thân phận của ngươi. Phong nếu hành cười khanh khách hỏi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web.